Xin chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ gửi tới các em video chủ đề về đếm số thí nghiệm xảy ra phản ứng. Video này nằm trong series các video về lý thuyết đếm, ví dụ như đếm kết tủa, đếm kim loại, đếm khí, đếm đơn chất, đếm số phản ứng là phản ứng u xế khử, đếm mệnh đề đúng sai, đếm các phản ứng ăn mòn hóa học, vân vân, rất nhiều các mảng lý thuyết. Và mục đích của series video lý thuyết đếm là nhằm hỗ trợ và nâng cao kiến thức mảng lý thuyết để cho các em có thể tự tin giành số điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các em nhớ bỏ ra vài giây để like và share, đó là hành động thiết thực nhất để ủng hộ các thầy. Thầy rất cảm ơn các em về hành động đó. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi các thầy có video mới được up lên. Và không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cùng bắt đầu với câu hỏi số 1. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu hỏi số 1. Đề bài câu số 1 cho như sau. Cho kim loại lần lượt tác dụng với các dung dịch HN3 loãng, FeCl3, AgN3, HCl. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: đầu tiên, đồng sẽ dễ dàng tác dụng được với HN3 loãng để tạo ra muối đồng NO và H2O. Thứ hai là kim loại đồng có thể tan được trong dung dịch FeCl3 theo đúng quy tắc alpha và sẽ tạo ra đồng 2 và sắt 2. Theo quy tắc alpha thì đồng có thể đẩy được Ag+ trong dung dịch AgN3 để tạo ra kim loại bạc và muối đồng 2. Và cuối cùng, đồng không thể tác dụng được với HCl. Thầy có thể nhắc lại cho bạn, đó là đồng không thể tan trong HCl cũng như là không tác dụng với H2 loãng, các bạn nhớ nhé. Thế vậy thì qua 4 phản ứng thì chỉ có 3 trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra. Thế vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án D. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2, đề bài cho như sau. Cho các chất axit formic, axit acrylic, phenol, metin acetat lần lượt tác dụng với natri và tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là: đầu tiên chúng ta hãy xét với trường hợp đó là với natri. Với natri thì axit formic chắc chắn là có tác dụng được. Axit acrylic, axit chắc chắn sẽ tác dụng với kim loại. Phenol cũng có tác dụng với natri. Phenol có thể tác dụng được với Na, với NaOH, với dung dịch brom và với HNO3. Thì phenol sẽ tác dụng với Na để tạo ra natri phenonat, chất đấy tan rất tốt trong nước. Tiếp tục này, với anh SE thì SE sẽ không phản ứng được với kim loại Na các bạn nhé. Còn với phản ứng với NaOH này thì chắc chắn thôi, hai anh axit là axit formic và axit acrylic đã là axit thì chắc chắn tác dụng được với bazơ, đúng không ạ? Và phenol thì có tác dụng với NaOH để tạo ra natri phenonat. Với este thì phản ứng đặc trưng của este đó là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm thì este metin acetat có tác dụng được với NaOH. Thế vậy thì có tất cả là 7 phản ứng có thể xảy ra. Chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án D7. Chúng ta cùng sang câu hỏi tiếp theo. Đề bài câu hỏi số 3 cho như sau. Thực hiện các thí nghiệm sau và đề bài hỏi là số thí nghiệm xảy ra phản ứng là. Chúng ta cùng xét với thí nghiệm A. Sục khí CH3NH2 vào dung dịch chứa axit glutamic. CH3NH2 là một amin có tính bazơ, mà anh đó có tính bazơ thì chắc chắn sẽ có thể tác dụng được với axit glutamic. Chúng ta đến với thí nghiệm B, đó đun nóng saccharose trong dung dịch H2O loãng. Thì saccharose đó là một disaccharide, hoàn toàn nó có thể bị thủy phân trong môi trường axit nên do đó có xảy ra phản ứng. Ở phản ứng C, sục khí hiro vào nồi kín chứa chiolein, substrat niken đun nóng. Thì như chúng ta đã biết ý, thì chiolein nó có tất cả là 3 liên kết pi, có 3 liên kết pi C nối đôi C thì chắc chắn những anh mà chứa liên kết pi C với C thì sẽ tác dụng được với hiro và sẽ tạo ra được đó là một chất béo no. Tiếp tục này sang phản ứng D, nhỏ vài giọt dung dịch brom vào trong dung dịch metin acrylat. Thì metin acrylat có liên kết đôi C nối đôi C ở trong cái phần gốc acrylat ấy, thì sẽ có liên kết đôi đó thì hoàn toàn có thể tác dụng được với dung dịch brom. Sang thí nghiệm cuối cùng đó là cho metin format vào dung dịch AgN3 trong môi trường NH3 đun nóng. Thì metin format nó là HCOO CH3. Cái gốc format thì hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc nên phản ứng này sinh ra bạc, đúng không? Thế là có xảy ra phản ứng. Thế vậy thì qua 5 phản ứng thì chúng ta thấy rằng là cả 5 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng. Chúng ta sẽ khoanh đáp án là B. Chúng ta cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo. Ở câu hỏi thứ tư, đề bài cho như sau. Thực hiện các thí nghiệm sau và số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: đầu tiên ở thí nghiệm A, sục khí ethylamin C2H5NH2 vào dung dịch axit formic HCOOH thì sẽ có phản ứng xảy ra, bởi vì một anh có tính bazơ và một anh có tính axit, hoàn toàn có thể xảy ra. Ý B, đun nóng cellulose trong dung dịch NaOH thì cellulose này chỉ bị thủy phân trong môi trường axit mà thôi, nên do đó ở thí nghiệm B không xảy ra phản ứng. Ở thí nghiệm C, nhỏ vài giọt dung dịch nước brom vào trong dung dịch aniline thì anh aniline có thể tác dụng với brom để tạo ra kết tủa trắng. Tiếp tục thí nghiệm D, cho dung dịch NaOH vào dung dịch glycine thì glycine là một amino acid có nhóm NH2 và nhóm COH, thì nhóm COH sẽ tấn công được NaOH, có xảy ra phản ứng các bạn nhé. Ở ý E, cho dung dịch metin format vào dung dịch AgN3 trong môi trường NH3 dư, đun nóng thì chắc chắn là đã là muối hoặc là este hoặc là axit, cứ miễn là có cái gốc format ở phía đằng sau chắc chắn sẽ tráng bạc và tạo ra kết tủa bạc. Thế vậy thí nghiệm E có xảy ra phản ứng. Thế vậy thì có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng là thí nghiệm A, C, D và E. Chúng ta sẽ khoanh đáp án là B4. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Đề bài câu số 5 cho như sau. Cho các dung dịch sau và hỏi số dung dịch khi trộn với nhau có thể xảy ra phản ứng là. Ở ý A thì chúng ta thấy rằng là H3PO4 tác dụng với AgN3 thì sẽ không xảy ra phản ứng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Ag3PO4 không thể tồn tại trong môi trường HNO3. Nếu bạn cứ bình tĩnh bạn viết phương trình ra thì bạn sẽ thấy nó tạo ra Ag3PO4 và HNO3. Và điều đấy bạn sẽ thấy rằng nó hết sức là vô lý. Không bao giờ có chuyện axit trung bình yếu mà lại có thể tạo ra được một axit mạnh hơn. Và thứ nữa, Ag3PO4 thì sẽ tác dụng được với HNO3 các bạn nhé. Nên do đó thì sẽ không thể phản ứng được. Thế vậy thì ý A không xảy ra phản ứng. Ý B, NH4N3 kết hợp với KOH thì sẽ tạo ra ở đây là khí NH3. Tại sao như vậy? Bởi vì NH4+ kết hợp với OH- thì sẽ tạo ra NH3 và nước, nên phản ứng B có xảy ra phản ứng. Ở phản ứng C thì Na+, Na2SO4 tác dụng với MgCl2 thì sẽ không xảy ra phản ứng. Lý do vì chúng không thể tạo được kết tủa, cũng không tạo được khí và cũng không tạo ra chất điện ly yếu, nên do đó không phản ứng với nhau, chúng không phản ứng với nhau. Ở ý D thì AgN3 tác dụng với FeN3 tất cả 2 lần, Ba+ kết hợp với sắt2+ thì chắc chắn sẽ tạo ra kết tủa bạc. Thế vậy phản ứng này có xảy ra. Ở ý E, FeN3 tất cả 2 lần và HCl thì sẽ có sự tổ hợp của sắt2 với H+ với N3-, chắc chắn có xảy ra phản ứng. Ở ý F, NaOH và rubidi clorua thì anh này sẽ không xảy ra phản ứng, đơn giản bởi vì chúng không tạo ra được kết tủa, không tạo ra được chất khí và cũng không tạo ra chất điện ly yếu. Thế vậy nó không phải là phản ứng trao đổi, và khi không phải là phản ứng trao đổi ở trong trường hợp này thì nó sẽ không xảy ra phản ứng. Thế vậy thì có 3 cặp khi trộn với nhau có xảy ra phản ứng là các cặp ở ý B, ý D và ý E, và chúng ta sẽ khoanh đáp án A. Chúng ta cùng chuyển sang câu tiếp theo. Nội dung của câu hỏi số 6, đề bài hỏi như sau. Thực hiện các thí nghiệm sau và hỏi số thí nghiệm xảy ra phản ứng là. Chúng ta xét với thí nghiệm đầu tiên, thí nghiệm A. Nhỏ vài giọt brom vào trong dung dịch alinine. Khi cho alinine tác dụng brom thì chắc chắn là có xảy ra phản ứng và tạo ra kết tủa trắng các bạn nhé. Tiếp này, thí nghiệm B, cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic thì axit glutamic có chứa một nhóm NH2 và nhóm NH2 đấy hoàn toàn có thể tác dụng được với HCl. Thế vậy có xảy ra phản ứng. Ý C, sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH, CH3NH2, đúng không? Metin amin, anh này có tính bazơ, hoàn toàn có thể tác dụng được với axit hữu cơ. Ở ý D, sục khí hydro vào trong nồi kín chứa chiolein, xúc tác niken đun nóng thì chiolein thì nó chứa liên kết pi C nối đôi C, đúng không? Thế vậy thì khi nó chứa liên kết C nối đôi C ở trong phần cốc axit thì hoàn toàn nó có thể tác dụng được với hydro, mà chính xác ở đây là chiolein có 3 liên kết pi C nối đôi C nên có thể tác dụng được với 3 thằng hydro. Nên do đó thì phản ứng này có xảy ra. ở ý E cho dung dịch metin format vào trong AgNO3 đun nóng thì đã là gốc format, tức là gốc HCOO thì kiểu gì cũng tráng được bạc, do đó sinh ra kết tủa bạc. Mà khi đã sinh ra kết tủa bạc thì chứng tỏ rằng nó có phản ứng. Thế và IE có xảy ra phản ứng. IF đun nóng tinh bột trong dung dịch H4 loãng thì tinh bột, hay nói cách khác đó là tinh bột và anh cellulose là polysaccharide. Khi là polysaccharide hoặc disaccharide thì chúng đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, nên do đó IF có xảy ra phản ứng. Vậy thì qua các thí nghiệm mình nhận thấy rằng là cả 6 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng. Các bạn sẽ khoanh đáp án là B6. Chúng ta cùng đến với nội dung của câu số 7. Đề bài câu số 7 cho như sau. Cho natri vào 1 lít dung dịch HCl nồng độ AM, sau phản ứng thì tạo ra amon khí và dung dịch X. Cho X lần lượt tác dụng với phedin amoni clorua, natri phenonat, NaHCO3, Na2HPO3, kẽm, clo, silic, CuSO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là. Thế vậy thì khi bạn cho natri vào, giả sử nhé, thầy chọn luôn giá trị của A bằng 1 đi, đúng không ạ? Thì phải cho natri vào 1 mol HCl lại thu được 1 mol khí H2. Thế chứng tỏ rằng, điều này chứng tỏ rằng là dung dịch X nó sẽ phải chứa cả NaCl và NH. Tại sao như vậy? Thì ngoài natri tác dụng HCl ra thì natri còn phải tác dụng với nước nữa thì mới tạo ra một lượng khí nhiều như thế, đúng chưa? Và dung dịch X của chúng ta chứa 2 chất là NaCl và NH. Chúng ta cùng tìm hiểu xem dung dịch X đấy có thể tác dụng được với những chất nào cho ở dưới. Thứ nhất là phênin amoni clorua. Chắc chắn là phênin amoni clorua có thể tác dụng được với NH rồi. Và chúng ta cùng tìm hiểu danh sách những chất có thể tác dụng được với X, đó là gồm có phênin amoni clorua, NaHCO3, kẽm, clo, silic và CuSO4. Có tất cả là 6 chất các bạn nhé, 6 phản ứng. Và chúng ta sẽ khoanh đáp án là đáp án C 6. Và chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn là chúng tác dụng và phương trình phản ứng sẽ xảy ra như thế nào. Phênin amoni clorua cho tác dụng với NaOH thì sẽ tạo ra alanine, NaCl và H2O. Tiếp theo NaHCO3 như chúng ta biết nó là một chất lượng tinh. Chất lượng tinh đấy thì hoàn toàn có thể tác dụng được với kiềm hoặc có thể tác dụng được axit. Và trong hoàn cảnh này nó hoàn toàn có thể tác dụng đối với kiềm để tạo ra muối Na2CO3, muối trung hòa. Đối với anh kẽm thì kẽm có thể tác dụng được với NaOH để tạo ra natri zimcat và giải phóng khí hydro. Hãy nhớ cho thầy rằng ngoài anh kẽm ra thì có thể là có cả anh nhôm. Nhôm cũng có thể tác dụng được với NaOH. Còn đối với có 2 kim loại đấy nhé, 2 kim loại đấy tác dụng được với kiềm các bạn ạ. Tiếp này, phản ứng tiếp theo đó là clo, hoàn toàn có thể tác dụng được với NaOH để tạo ra dung dịch nước gia ven ở nhiệt độ thường. Tiếp tục đó là với anh silic thì silic có thể tan được trong kiềm các bạn nhé, tan được trong kiềm để tạo ra natri silicat. Và cuối cùng đó là CuSO4 có thể tác dụng được NaOH để tạo ra kết tủa đồng 2 hydroxit. Thế vậy thì có tất cả là 6 phản ứng. Khoanh C các bạn nhé. Chúng ta cùng tiếp tục với nội dung của câu số 8. Đề bài câu số 8 cho như sau. Cho các cặp chất sau và hỏi số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là. Cặp đầu tiên đó là thủy ngân, hoàn toàn có thể tác dụng được với lưu huỳnh ở ngay nhiệt độ thường. Phản ứng này người ta dùng trong thực tế đó là thu hồi thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ thì người ta sẽ rắc loại bột gì, và bạn sẽ phải chọn đó là bột lưu huỳnh. Lưu huỳnh có thể tác dụng được với thủy ngân ở ngay nhiệt độ thường. Ý B, khí SO2 và khí H2S thì SO2 và H2S hoàn toàn có thể tác dụng được với nhau để tạo ra lưu huỳnh màu vàng. Đó là 2 khí độc này, để thu hồi lưu huỳnh thì người ta có thể lấy 2 khí độc đấy cho tác dụng với nhau tạo ra một thứ không độc, đó là lưu huỳnh. Đây chính là một trong những phản ứng mà xử lý khí thải. Phản ứng C đó ở thí nghiệm cặp chất ở ý C đó là H2S và dung dịch CuCl2 thì CuCl2 hoàn toàn có thể tác dụng được với H2S để tạo ra CuS kết tủa màu đen. Dung dịch KHCO3 tác dụng với KH, như chúng ta đã biết KHCO3 là một chất lượng tính, mà chất lượng tính này thì hoàn toàn có thể tác dụng được với kiềm. Ý E, dung dịch NaH2PO4 và dung dịch Na3PO4 thì hai dung dịch này có tác dụng được với nhau bởi vì anh PO4 3- chỉ có tính bazơ, còn H2PO4 thì sẽ có tính lưỡng tính, vừa có tính axit vừa có tính bazơ, và hai cái gốc này có thể tác dụng với nhau để tạo ra cái gốc có hóa trị 2, đó là gốc HPO4 2- đó, và hai này tác dụng với nhau để tạo ra Na2, HPO4, một anh hóa trị 3, một gốc hóa trị 1, gốc 3 kết hợp với gốc 1 thì tạo ra cái gốc mà có hóa trị 2. Tiếp tục lại ở cái cặp chất G, đó là AgNO3 và dung dịch FeCl3 thì sẽ có sự tổ hợp của Ag cộng và Cl trừ để tạo ra kết tủa AgCl màu trắng. Thế vậy có xảy ra phản ứng ở IH và dung dịch NaHL4 và dung dịch FeN3 tất cả hai lần thì sẽ có sự tổ hợp của sắt 2 cộng với H cộng với N3 trừ, chắc chắn sẽ xảy ra phản ứng. Thế vậy thì chúng ta thấy rằng là cả 7 cặp chất đều xảy ra phản ứng hóa học và chúng ta khoanh đáp án là C. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Đề bài câu hỏi số 9 cho như sau. Thực hiện các thí nghiệm sau, thí nghiệm A, B, C, D, E và hỏi số thí nghiệm xảy ra phản ứng là. Chúng ta cùng xét với thí nghiệm đầu tiên, đó là cho SiO2 tác dụng với axit HF thì phản ứng này chắc chắn có xảy ra. Phản ứng này chính là phản ứng dùng để khắc chữ lên thủy tinh. Thí nghiệm B cho silic đơn chất tác dụng với NH, silic đơn chất có thể tác dụng được với kiềm ở ngay nhiệt độ thường. Ở ý C cho dung dịch NH3 tác dụng với AlCl3 đun nóng thì khi cho NH3 vào AlCl3 đun nóng thì chắc chắn sẽ tạo ra kết tủa nhôm hydroxit, và nhôm hydroxit này không bị tan khi người ta cho NH3 dư, chắc chắn nó sẽ phản ứng nhé. Ý D dẫn khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 thì phản ứng này là một phản ứng tương đối khó đối với các bạn, nhưng mà tóm lại thì nó vẫn có xảy ra phản ứng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cho CO2 vào trong dung dịch Na2SiO3 thì CO2 sẽ tấn công nước trước để tạo ra axit H2CO3, mà axit H2CO3 là một axit còn mạnh hơn axit H2SiO3 đó. Nên do đó thì bạn có thể hiểu rằng giống như kiểu là axit mạnh hơn đẩy axit yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó. Và hãy nhớ là H2SiO3 là một axit không tan, và một chất không tan và được sinh ra trong quá trình phản ứng thì người ta gọi đấy là chất kết tủa. Và nhớ phản ứng này tạo ra kết tủa H2SiO3. Ở IE thì cho dung dịch HCl vào dung dịch FeN3 tách 2 lần thì sẽ có sự tổ hợp của sắt 2 cộng với H cộng với N3 trừ, chắc chắn là có xảy ra phản ứng. Thế vậy thì qua các thí nghiệm thì chúng ta nhận thấy rằng là cả 5 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng. Và chúng ta sang câu hỏi tiếp. Đề bài câu số 10 cho như sau. Cho các cặp dung dịch sau và hỏi số cặp dung dịch khi trộn với nhau xảy ra phản ứng là. Đầu tiên chúng ta đến với cặp A, đó là NaOH và NaHCO3 thì chúng ta thấy rằng là BaHCO3 tất cả hai lần, anh này có tính lưỡng tính. Khi chất lưỡng tính thì hoàn toàn có thể tác dụng được với kiềm, có xảy ra phản ứng các bạn nhé. Ý B NaOH và AlCl3 thì muối nhôm của nó đua hoàn toàn có thể tác dụng được với kiềm để tạo kết tủa. Sau đó nếu mà cho kiềm mà dư thì kết tủa sẽ bị tan ra. Tiếp tục ý C NaHCO3 tác dụng với HCl thì như chúng ta đã biết NaHCO3 là một chất lưỡng tính, thì hoàn toàn có thể tác dụng được với HCl. Ở ý D NH4 N3 tác dụng với KOH. Thế vậy thì sẽ có sự tổ hợp của NH4 cộng với OH trừ. NH4 cộng là ion đấy có tính axit, OH trừ thì nó là môi trường kiềm. Axit tác dụng với kiềm, tác dụng với bazơ đấy thì sẽ tạo ra NH3. Ở cặp E thì Na2CO3 và BaOH lần thì sẽ có sự tổ hợp của Ba2 cộng và CO3 2- tạo ra kết tủa BaCO3 màu trắng. Ở thí nghiệm cuối cùng, thí nghiệm F, mình nhìn thấy rằng AgN3 sẽ kết hợp với FeN3 tách 2 lần, đó là sự tổ hợp của Ag cộng và Fe2 cộng để tạo ra kết tủa bạc. Thế vậy cặp F có xảy ra phản ứng. Thế vậy thì số cặp dung dịch khi trộn với nhau xảy ra phản ứng, đó là cả 6 cặp đều xảy ra phản ứng, và chúng ta sẽ khoanh là đáp án B6. Qua 10 câu hỏi video đếm số thí nghiệm xảy ra phản ứng thì thầy hy vọng các em khi đi thi có thể làm tốt được dạng này. Còn mảng kiến thức nào mà các em quan tâm thì hãy đề xuất ở phần comment phía bên dưới. Các thầy sẽ luôn luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các em và luôn đồng hành cùng các em. Hãy nhớ chia sẻ video để những người bạn của mình có thể tiếp cận được với những video bổ ích và hoàn toàn miễn phí này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.